Rồi bây giờ người ta cho t bằng 11 thì chúng ta ra được cái hàm d nó bằng bao nhiêu? Âm 20 cộng với cả là 11 nhân 11 là bằng âm 20. 11 x 11 là nhiêu? 121 rồi. 121, bây giờ trừ đi 20 thì nó còn nhiêu? 101. Bao nhiêu? Âm 101. Nhớ âm nhá, phải không? Có phải âm không? Bằng 101. Không âm ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Thầy mời bạn Kha Linh. T bằng trừ 7. Kha Linh. Dạ. T bằng trừ 7 thì thế cho nó bằng nhiêu đây? Sẽ bằng 10 nhân thế t bằng trừ 7 này. Trừ 19. Trừ 70 trừ 19 thì ra nhiêu? Ra nhiêu? Ra lên. Ra âm 89. Âm 89. Rồi thầy cảm ơn, đúng rồi. Âm 89. Rồi. Thầy sửa mấy câu như vậy thôi. Bây giờ chúng ta phải tính ra cái hàm số này dựa trên cái đồ thị. Mời bạn An Duy. Dạ. Rồi bây giờ An Duy xem coi khi x bằng 4 thì y nó bằng mấy đây? X bằng 4 thì y bằng 1 ạ. Bằng mấy? Y bằng 1. Y bằng 1. Chúng ta thấy cái x bằng 4 tức là điểm này. Chúng ta dựng lên thì chúng ta sẽ biết được cái điểm này, điểm A. Đây chấm lại cho nó màu xanh. Thì cái điểm A này nó có x bằng 4 thì tương ứng với y nó bằng 1 ở đây. Chúng ta nhìn trên đồ thị để chúng ta xác định ra là trên cái đường màu xanh thì điểm nào có x bằng 4 và có y bằng mấy. Đó, thì chúng ta sẽ phải dựng một cái đường thẳng đi qua x bằng 4 và chúng ta xem nó cắt cái đồ thị tại đâu thì chúng ta chiếu xuống chúng ta tìm được y. Và coi như là bạn đã tìm ra được y bằng 1. Thầy mời bạn Vi Luân. Vi Luân. Dạ. X bằng trừ 5 thì y bằng mấy? X bằng trừ 5, y bằng trừ 2. Đúng. Y bằng trừ 2. Rồi mời một bạn nữa. Đây còn thiếu bạn gì? Thầy mời bạn Quỳnh Hương. Quỳnh Hương. X bằng trừ 5 y bằng mấy? X bằng trừ 5 thì y sẽ bằng trừ 7. Sao trừ 7? Nhìn kỹ lại xem. X bằng trừ 5 này, kẻ đường thẳng. Thế là x bằng trừ 7 à? Sao trừ 7? Xem kỹ đi. Khi x bằng trừ 5, tức là chúng ta dựng một đường thẳng song song với trục y, nó đi qua điểm trừ 5, x bằng trừ 5, thì chúng ta sẽ thấy nó cắt đồ thị tại đâu? Tại đây. Vậy thì y nó bằng mấy? Nhưng mà trừ 5 nó ở giữa trừ 4 với trừ 6 chứ ạ? Đây đây, rồi thầy xin lỗi. Nó nằm đây. Rồi, vậy thì y nó bằng mấy? Yêu mấy? Trừ 7. Sao bạn trừ 7? Nó trên trừ dương 7. Mà. Bằng 7. 7. À, bằng 7. Không cho chính xác nha. Bằng 7. Đúng. Rồi, câu khác cũng tương tự. Thầy làm một vài câu để thầy mời một số bạn thôi. Rồi, câu kế tiếp. Thầy mời bạn An Duy. Người ta cho mình một cái quy tắc của hàm số từ phương trình. Chúng ta sắp xếp lại phương trình với B là cái gì đấy, An Duy? Anh Duy. Dạ.
Người ta nói B là biến độc lập. Thì B nó là cái gì? Nó là B... input hay là output? Input. À, nó là input. Chúng ta nhớ hàm y bằng fx. Thì người ta gọi x chỗ này này. X nó là input và nó là biến độc lập. Còn cái y nó là output. Thì nó gọi là biến phụ thuộc. Tại sao nó phụ thuộc? Bởi vì cái giá trị của y nó phụ thuộc vào giá trị của x. X thay đổi thì y sẽ thay đổi theo. Nên người ta gọi y là phụ thuộc, còn x là độc lập. Vậy thì bây giờ chúng ta xem b là giống như x nha. B là như x. Còn a này nó sẽ là như y. Bây giờ sắp xếp lại như nào đây anh chị? Chúng ta sẽ có a làm gì? Rút ra a bằng gì? Anh gì? Dạ. Bây giờ chúng ta đi tìm a, bởi vì a nó là phụ thuộc, b nó là độc lập. Bây giờ chúng ta tìm a bằng cách nào đây? Chúng ta dựa vào cái phương trình này chúng ta tìm a đi. Tìm sao? Anh Duy cho ý kiến nhanh lên. Dựa vào cái phương trình này chúng ta biến đổi thì a nó bằng gì? Chúng ta cộng 7 và 2 vế được không? Thì nó có bắt trừ 7 không? Có. Vậy thì nó a nó bằng gì? A bằng b mở ngoặc 3 nhân vào luôn. 3b cộng mấy? Cộng 6 ạ. Cộng 6. Rồi chúng ta 7. Cộng mấy nữa? Cộng 7. 7. Vậy a là bằng mấy? 3b cộng 13. 3b cộng 13. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được một cái hàm số với a là phụ thuộc, b là độc lập theo câu đề bài. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Anh Duy. Rồi, rồi. Rồi thầy mời bạn Thanh Mai. Thanh Mai. Dạ. Rồi, làm sao đây? Biến đổi sao? Chúng ta đi tìm y thôi. Y nó phụ thuộc theo x. Chuyển này qua bên này. Đúng không? Vâng. Rồi, thì nó sẽ thành là 5y. Và nguyên này chúng ta chuyển qua ngược trở lại thì nó bằng gì? Bằng 9. 9. Cộng. 9 cộng. 9 trừ. Cộng chứ. Chúng ta chuyển trừ 4. À vâng. Tao thành. 9 cộng. Trừ 4. Cộng 4 x trừ 6. Cộng 6 chứ. Chúng ta biến đổi. Chúng ta chuyển qua. Tức nghĩa là các bạn cộng 2 vế cho 4x. 2 vế cho 4x. Chúng ta cộng 6 và 2 vế. Đúng chưa? Rồi chúng ta cộng 5y và 2 vế. Cộng 5y và 2 vế. Chỗ này chúng ta còn lại là 9. Được không Mai? Khi mà chúng ta cộng như vậy thì có phải là trừ 4x với cộng 4x là mất. Trừ 6 với cộng 6 là mất. Thì chúng ta chỉ còn lại là 5y là bằng. Bên này là cái gì? Bên này thì chúng ta thấy là trừ 5y cộng 5y mất. Thì chúng ta chỉ còn lại là 9 cộng 4x cộng 6. Rồi chúng ta đơn giản tiếp. Đơn giản gì nữa? Mai. 5y bằng 4x cộng mấy? Mai. 4x cộng 15. 15. Rồi chúng ta tìm y thì bằng cách nào? Chia hai vế cho mấy? Chia vế cho 5. Thì chúng ta được y bằng nhiêu? Đọc, nhanh lên Mai. Đơn giản y cho 5 đi, chúng ta còn lại y thôi này. Y bằng? Y bằng 4 phần 5 đấy ạ. 4 phần 5. X cộng cho? Cộng 3. Cộng 3. Rồi chúng ta viết thử vào coi bạn làm đúng hay sai. Y bằng 4 phần 5 X cộng cho 3.
Hoàn toàn chính xác. Đúng chưa các bạn? Câu còn câu nữa. Thầy mời bạn Vi Luân này. Vi Luân. Từ từ thầy để... Tìm gì đây? B là gì? B là cái giá trị mà nó có thể là các số khác nhau rồi. Có thể thay đổi. Thay đổi. Vậy là chúng ta phải đi tìm A này. Dạ vậy. Chuyển B qua để chúng ta trừ 52 trừ cho B. A sẽ bằng là trừ 1/4 B trừ cho 52 trừ cho 4. 52 trừ 4 là 10. 13. 13. Dạ. 52 trừ 4 dạ. Vậy dạ. Trừ 1/4 B trừ cho 13 theo ý của bạn. Hoàn toàn chính xác nha. Còn câu cuối thầy cũng không có sửa. Bởi vì thầy phải bớt đi để thầy còn sửa các bài khác. Đó là chúng ta đang tìm cái function rule, tức là chúng ta đi tìm một cái hàm số output nó sẽ được tính toán theo cái biến độc lập là cái input. Đó, bây giờ chúng ta xử lý một cái bài toán đố. Từ nãy giờ thầy vẫn chưa thấy bạn Phương Linh. Phương Linh chưa vào lớp. Thầy mời bạn Tuấn Minh. Bài này. Còn đi ạ. Rồi bạn Tuấn Minh quan sát coi đề bài người ta cho là một cái cục pin đã được sạc. Thì người ta nói là phần trăm khả năng, cái phần trăm mà của cái dung lượng ấy, capacity là cái dung lượng của cục pin. Nó được sạc theo cái hàm số phụ thuộc thời gian. Thì dựa theo cái hàm số được biểu diễn theo cái đường thẳng này. Giờ đọc cho thầy. Ở tại thời điểm T bằng 0 thì cục pin nó đang là bao nhiêu? 40%. Nó được 40%. Và khi sạc được 5 phút thì nó lên bao nhiêu phần trăm? 50% ạ. 50%. Và tương tự nếu đến 15 phút là bao nhiêu phần trăm? 15 phút là 70 ạ. Chúng ta thấy là lên 70. Vậy thì chúng ta thấy là cứ 5 phút là nó tăng bao nhiêu phần trăm đây? Tăng 10% ạ. Thì chúng ta xem là 5 phút thì tăng 10%. Vậy là cái độ thay đổi của cái output là delta Y chia delta X thì chúng ta thấy nó bằng mấy đây? 10% chia mấy? Mà 10% trên 5. Tại vì 5. Chúng ta thấy cái này là 5 phút. Cái này là 10% này. Cái này là 5 phút. Và tương tự chỗ này cũng vậy. Từ đây đến đây nó cũng là 10%. Thì khoảng thời gian chỗ này cũng là 5 phút. Vậy thì chúng ta thấy cái hệ số chỗ này là bao nhiêu phần trăm? 2% ạ. Nó là 2% trên một gì? Trên một phút ạ. Trên một phút. Vậy là chúng ta thấy là cứ một phút nó tăng 2%. Đó, chúng ta cần nhìn vào đồ thị và chúng ta hiểu là như vậy. Bây giờ người ta hỏi là cục pin này hoàn thành cái việc sạc là trong bao lâu? 30 phút. Đúng không? Hoàn thành là trong bao lâu? Nó hoàn thành tức nghĩa là nó bao nhiêu phần trăm? Trong 100%. Chúng ta thấy nó hoàn thành tức nghĩa là 100%. Nghĩa là nó phải đạt cái mức ở tại cái thời điểm này là 30. Vậy thì tại thời điểm bằng 0, thời gian bằng 0 thì nó 4%. Tại thời điểm 30 thì nó đầy. Vậy thì chúng ta thấy nó mất bao lâu đấy? Mất 30 phút ạ. Vậy là chúng ta thấy là mất 30 phút. Và trong 30 phút đấy nó tăng lên là bao nhiêu phần trăm? 2%. Ừ. Lúc T bằng 0 nó đang 40%. Lúc mà nó đầy tức là 30 phút sau là nó là 100%. Vậy là nó tăng bao nhiêu phần trăm? 60%. Chúng ta đọc biểu đồ, chúng ta phải hiểu được tất cả con số ở đây. Khi người ta hỏi bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể trả lời được. 30 phút thì nó đầy. Và nó đầy là nó đi từ 40% lên 100%. Tức là đã tăng thêm 60%. Chúng ta cần phải suy luận được điều đó. Rồi một số bạn khác thầy chưa thấy vào, như là bạn Khải Đoan. Có mặt chưa? Thầy chưa thấy.
Rồi bây giờ thầy mời bạn Kiến Minh này. Dạ. Minh. Cục pin nó cũng được sạc như vậy. Rồi giờ nhìn vào cái biểu đồ này, người ta hỏi là what rate, nghĩa là hỏi gì đây Kiến Minh? Là ở mấy phút thì nó sẽ sạc được bao nhiêu phần trăm? Đúng. Người ta sẽ hỏi là cái tỷ lệ của nó. Tỷ lệ tức nghĩa là chúng ta đang đi tính cái delta gì? Y chia delta gì? Delta x. À, delta x. Chúng ta tưởng tượng được cái trục x này chính là cái trục thời gian, đúng không? Còn cái trục y chính là trục về về khả năng nạp vào. Vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta lấy cái mốc là ở mức 4% và cho đến 100%, thì chúng ta thấy cái delta y nó đã tăng bao nhiêu? Tăng 60. Tăng 60 gì? 60 gì? 60%. 60% trong vòng bao lâu? Trong vòng 30 phút. 30 phút. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nó bằng bao nhiêu? Bằng 2. 2 gì? 2%. 2% trên 1 gì? 1 phút. 1 phút. Vậy thì chúng ta chọn câu trả lời nào? Chọn câu trả lời nào? Câu B. À, chúng ta thấy câu B. Câu B là 2% trên phút, còn mấy kia là 10%, 20%, 1% thì nó sai rồi. Nên bạn chọn câu B là 2%. Thầy mời bạn Đăng Khoa. Đó. Chúng ta thấy Archimedes, ông Archimedes đã tháo cái nước ở trong cái bồn. Bây giờ số lượng nước còn lại trong cái bồn được biểu diễn thành một cái hàm số như sau. Bây giờ nhìn vào đồ thị này cho thầy biết lúc chưa tháo tức là T bằng mấy? Lúc chưa tháo nước thì T bằng mấy? Lúc chưa tháo là T bằng 0. T bằng 0. Vậy thì cái bồn nước nó đang chứa được bao nhiêu? 360 lít. Rồi chúng ta thấy là lúc mà chưa tháo cái nước trong bồn ra thì chúng ta thấy là cái bồn này nó chứa 360 lít. Nhưng mà càng tháo thì nước nó càng thấp xuống. Và cho đến bao lâu thì nước nó hết? Bao lâu? 5 phút ạ. À, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là 5 phút thì nước này nó không còn. Người ta hỏi là câu hỏi mình đã hỏi gì? Mất bao lâu thì mỗi lần 18 lít nước được tháo? Nghĩa là sao? Tức là cứ 18 lít nước thì mất bao nhiêu lâu? À, bây giờ chúng ta phải đi tìm cái tỷ lệ của nó đã. Là xem 1 phút nó tháo được bao nhiêu lít nước. Tức là chúng ta đã tính delta gì? Y chia đọc lên qua delta x thì chúng ta sẽ tìm được tỷ lệ nó là mấy? Ở đây tỷ lệ là 360 360 lít chia cho cái khoảng thời gian là 5 phút. Vậy thì chúng ta chia ra nó là bao nhiêu? 36 chia 5 là được 7. 75 35 dư 1 à không xuống, 10 chia 5 là được 2. Vậy là 72 gì? Đọc lại Khoa. 72 lít. Lít ạ. Trên gì? Trên phút. Trên phút nghĩa là chúng ta hiểu 1 phút là nó gỡ bao nhiêu lít? 1 phút là 72 lít ạ. 1 phút là 72 lít. Bây giờ chúng ta thử xem coi là 1 phút thì nó gỡ 72 lít. Bây giờ nếu mà thầy giảm đi một nửa là 36 lít. 36 lít thì chúng ta thấy là nó cần bao nhiêu phút? 36 lít là cần 5 phút à? À đâu? Ừ? À đâu?
Thế thì 72 lít là 10 phút, 72 lít là 10 phút ạ. Đúng. Xem lại nhá. À, để gỡ 72 lít thì cần 1 phút. Bây giờ 30 giây. Hơn. 32 lít là 36 lít là 20 giây. Một nửa chứ, một nửa thời gian là bao nhiêu phút? 1/2 vậy. 1/2 phút là 30 giây. 1/2 phút. Bây giờ nếu mà nó chỉ có 18 lít thôi thì nó là bao nhiêu? Giảm một nửa nữa. Là mấy? Giảm đi 1/4 nữa thì ra 1/4 mấy? 1/4 1/4 phút. Bạn nào đang yếu về tỷ lệ, đề nghị các bạn sắp xếp ngày thứ 5 thầy đang dạy cái lớp này về tỷ lệ, hoặc thầy sẽ gửi video cho các bạn, thầy đã dạy cái bài tỷ lệ này rồi nhá. Chút nữa thầy gửi ngay video cho các bạn về vấn đề tỷ lệ này, các bạn tự xem và tự ôn nếu chúng ta còn yếu nhá các bạn. Chúng ta phải tranh thủ lên. Rồi, vậy là chúng ta thấy là 1/4 phút thì nó sẽ được gỡ 18 lít. Rồi, bạn nào nắm cái vừa rồi thầy vừa mới dạy cho tay để xem. Những cái liên quan đến đồ thị như vậy này. Bạn nào nắm giơ tay cho thầy. Được chưa? Chúng ta cần hiểu được câu hỏi nó hỏi một cái gì. Và bạn nào yếu về tỷ lệ, đề nghị các bạn chút nữa xem bài tỷ lệ giúp thầy. Thầy sẽ gửi đường link cho các bạn xem ngay. Nếu mà cảm thấy rằng từ nãy giờ thầy nói các bạn còn lúng túng thì các bạn tự xem ngay. Bây giờ thầy không sang bài đồ thị nữa. Bài về phương trình tuyến tính, toán đố. Rất nhiều bạn đã bị hỏng đây. Các bạn xem nha. Kha Luân, Anh Duy, Phương Luân, Vi Luân, Kiến Minh, Quỳnh Hương và Khải Đoan. Kể các bạn đăng khoa. Đấy, không làm bài. Vậy thì thầy cho các bạn thấy được cái về bài toán phương trình tuyến tính này. Nhiều bạn là bị hỏng. Nên các bạn cần phải cực kỳ chú ý. Các bạn hạn chế việc nghỉ học cho thầy. Nghỉ học nhiều quá. Đặc biệt bạn Phương Linh. Nghỉ học suốt ngày. Rồi bây giờ thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn nào cho thầy ý kiến. Thầy mời bạn Tuấn Minh. Cho thầy ý kiến bài này. Tụi con tắt đi ồn ào ta không dạy được. Con tưởng là con phải nói. Rồi bạn Tuấn Minh phát biểu đi. Con đưa thầy là dịch cái này không ạ? Russell người ta cho là một tài xế lái xe, đúng không? Vâng ạ. Và cô ta đang đi ra khỏi cái tòa nhà. Có thể do đây là một vụ nổ. Thì người ta cho mình một cái mô hình với biến là D. Là khoảng cách, đúng không? Vâng, khoảng cách giữa... Khoan à, sau thời gian T giây. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là ở đây người ta cho chúng ta một cái phương trình. Thì chúng ta hiểu cái phương trình này có nghĩa là gì? Nó khoảng cách cái 38 là tốc độ của cái differential. Cái 220 là khoảng cách. 38 ở đây nó đơn vị nó tính theo thời gian là giây và cái này là theo mét. Nghĩa là nó là 38 mét trên gì? Trên giây ạ. Trên giây. Và cái này chính là vận tốc di chuyển của chiếc xe. Còn tại sao nó có dấu trừ ở đằng trước? Trừ tại vì để tính khoảng cách từ chỗ đi ra thì mình phải trừ đi. Tức nghĩa là nếu chúng ta xem cái đường đi, người ta lấy cái vị trí mốc là 0, là chiều dương là đi vào tòa nhà, là đi vào. Còn nếu mà đi ra khỏi tòa nhà thì người ta xem nó là vận tốc là âm, được chưa? Người ta xem vận tốc âm là cái chiều nó đi ra khỏi tòa nhà, còn đi vào nó là chiều dương nên ghi dấu cộng. Vậy thì chúng ta thấy được cái phương trình của chúng ta là trừ 38 mét trên giây là vận tốc nhân thời gian, thì chúng ta biết được là cái khoảng cách bạn ấy đã đi được so với 220 là cái gì? 220 là cái gì? Tuấn Minh. 220 là khoảng cách
từ cái chỗ của cái bạn cô Rachel đối với cái chỗ exit ạ. Chúng ta thấy cái góc tọa độ người ta cho chúng ta là tại zero. Thì 220 ở đây á, nó chính là cái vị trí của chiếc xe đấy đã đậu, đúng không? Vị trí chiếc xe đấy đã đậu. Nó là theo cái chiều vào tòa nhà là chiều dương. Thì có phải nó cắt cái gốc không tọa độ này, tức nghĩa là vị trí của camera đấy, có thể là người ta sẽ cho chúng ta thấy là cái vị trí camera là gốc không. Thì chỗ này nó là 220 mét. Vậy thì xe này đã di chuyển với vận tốc là âm 38 mét trên giây. Với dấu trừ là cho biết chiều đi ngược lại là chiều âm. Rồi, bạn nào hiểu về cách biểu diễn phương trình chuyển động, giơ tay thầy xem. Thầy đang hướng dẫn cho các bạn để các bạn phải thực sự hiểu cái phương trình mà nó được biểu diễn cho chuyển động hay bất cứ cái nào đó. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của từng hệ số. Bạn nào nắm được giơ tay cho thầy xem. Thầy mới giảng xong. Bạn Đăng Khoa có nắm được cái thầy vừa mô tả phương trình không? Do nó đi ngược lại, có nghĩa là cái điểm xuất phát, điểm đậu của chiếc xe là nó cắt cái gốc không này 220 mét. Và cứ một giây thì cái xe đó nó sẽ đi giật ngược lại, tức là đi về chiều âm đấy, là một giây nó đi được 38 mét, bởi vì tốc độ của nó là 38 mét trên giây mà một giây nó đi ngược lại. Vậy thì cái khoảng cách này bị thu lại thì nó sẽ chỉ còn lại là 220 trừ cho 38 tệ. Nên chúng ta hiểu phương trình chuyển động này nó từ đâu ra nhé. Vậy thì bạn Tuấn Minh trả lời cho thầy là vận tốc chuyển động là bao nhiêu mét trên giây? Bao nhiêu? Speed của nó là mấy? Con nè, vẫn con không thầy? À? À, 38 ạ. Rồi, chúng ta chọn 38 nhé. Người ta đang hỏi speed. Khi nào người ta hỏi velocity thì chúng ta mới có chiều và dấu. Con này nó hỏi speed là chúng ta lấy hệ số đó rồi. Rồi mời bạn An Duy. Người ta cho cái D mô tả cái gì đây? Remaining depth là cái gì? D là cái gì? An Duy. An Duy. Thầy gọi xong mới trả lời. An Duy. Lạ nhỉ. Học hành thầy hỏi mà không thấy trả lời là sao? Thầy mời bạn Thanh Mai. Thanh Mai giúp thầy. Dạ. Người ta cho D là cái gì đây? D là số tiền mà Harry còn nợ. Còn gì? Còn nợ. À, còn nợ lại. Sau T tháng. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây là cái số nợ ban đầu là bao nhiêu? Là 9.000 ạ. À, chúng ta thấy ban đầu nợ là 9.000 này. Và chúng ta thấy là trừ đi cái số tiền đã trả. Và số tiền đã trả này nó phụ thuộc vào thời gian T. Vậy thì chúng ta hiểu 200 ở đây nghĩa là gì? 200 là cái gì? 200 là số tiền trả một lần. 200 đô trả trong bao nhiêu tháng? Trả trong mấy tháng? Trong một tháng. Ờ, chúng ta thấy là one month là trong một tháng. Là 200 là số tiền trả trong một tháng. Vậy thì nếu chúng ta nhân T tháng thì chúng ta sẽ biết được cái số tiền chúng ta sẽ trả được trong T tháng là 200 T. Mà do nó đang tính cái số tiền còn lại nên chúng ta phải lấy 9.000, chúng ta trừ đi cho 200 T. Đúng chưa? Thì chúng ta ra được cái phương trình D bằng. Vậy thì ở đây người ta hỏi chúng ta mỗi tháng trả bao nhiêu thì bạn Mai đọc cho thầy là bao nhiêu đây? Trả 200 đô ạ. À, 200 đô trả mỗi tháng. Thầy mời bạn Quân Hương. Quân Hương.
Quỳnh Hương cho thầy ý kiến. Dạ. Chúng ta đang đo lường nhiệt độ ở hai đơn vị chung khác nhau là nhiệt độ gì? Độ C và C độ và nhiệt độ F. Bây giờ người ta cho biết là F là đại diện cho nhiệt độ Fahrenheit thì nó tương đương với nhiệt độ C được tính theo công thức này. Tức nghĩa là nếu chúng ta lấy nhiệt độ C nhân cho 1.8, chúng ta cộng cho 32 độ thì chúng ta ra nhiệt độ gì đây? Nhiệt độ gì? Nhiệt độ F. Nhiệt độ F. Rồi bây giờ chúng ta xem câu hỏi. Nhiệt độ tăng theo nhiệt độ F là bao nhiêu tương đương với nhiệt độ C là tăng 10 độ? À, người ta hỏi cái increase này này là nhiệt độ C mà tăng 10 độ thì độ F nó tăng bao nhiêu độ? Tăng nhiều. Độ F sẽ bằng 32 cộng với 18 nhân C. Người ta hỏi cái tăng mà. Chúng ta hiểu cái tăng nghĩa là sao? Độ C tăng bằng tức là delta gì? F chia delta. Delta gì? Delta C. C là bằng bao nhiêu? Trong phương trình này nó là bằng bao nhiêu đây? Bằng là rate đấy. Bao nhiêu? Bằng 1.8. 1.8 gì? Độ F trên 1 độ gì? 1 độ C. C đúng không? Đúng chưa? Rồi. Vậy là chúng ta hiểu là cứ 1 độ C là nó tăng 1.8. Vậy thì nếu thầy cho tăng lên 10 độ, tức nghĩa là thầy nhân lên cho mấy? Tương đương với là nhân mấy? Cho 10 ạ. 1.8 nhân 10 chia cho 1 nhân cho mấy? Nhân cho 10, đúng không? Vâng. Vậy thì cuối cùng chúng ta ra được bao nhiêu? Ra 18 trên 18 trên 10. 10. Vậy thì chúng ta trả lời được là nếu tăng 10 độ C thì nó tăng bao nhiêu độ F chưa? Tăng 18. Rồi. Đấy, bị sai cái này. Nếu chúng ta hiểu đúng cái khái niệm về tăng, chúng ta nên nhớ cái delta F nó chính là cái nó gọi là độ chênh lệch, hay còn gọi là cái độ tăng giữa hai cái giá trị, hoặc còn gọi là độ giảm giữa hai giá trị. Chia cho delta C nó gọi là độ tăng hoặc là độ giảm của cái C nhé. Chúng ta học tổng quát là delta Y trên delta X. Rồi bạn nào hiểu về cái increase là delta giơ tay rồi xem. Nó hoàn toàn không khó. Vấn đề là khi chúng ta học, chúng ta phải hiểu bản chất của từng cái mà thầy giảng, cái delta đấy, thì chúng ta sẽ làm được. Cái này thầy dạy nhiều lắm rồi. Các bạn mà nghỉ học là các bạn sẽ bị mất bài. Nên các bạn cố gắng tránh cái việc nghỉ bài đi nhá. Nghỉ học, đi học đều thường xuyên, về nhà làm bài nghiêm túc thì chúng ta sẽ tiến bộ mà thôi. Không có gì khó khăn đây cả. Rồi các bạn quan sát bài toán đố dựa trên mô hình phương trình tiến tính. Tương tự như lúc nãy chúng ta đã học, hồi nãy thầy cố gắng thầy hỏi các bạn nhiều để cho các bạn làm quen với bài toán đố. Rồi bây giờ bài kế tiếp thầy muốn mời bạn Vi Luân cho thầy ý kiến. Andre có một cái thùng, đúng chưa, bằng thủy tinh. Đầu tiên anh ta đưa vào một vài quả bóng. Dạ. Thì mỗi một cái đó thì nó có thể tích là bao nhiêu? 0.04 ạ. Mỗi một quả bóng có thể tích là 0.04 lít. Sau đó anh ta muốn thêm vào cái thùng này nước cho tới khi đầy.
nếu anh ta dùng 50 quả bóng thì anh ta sẽ phải bỏ vào đây là 33 lít nước. Vậy hỏi thể tích của cái thùng này là bao nhiêu? Giờ cho thầy ý kiến làm sao? Trước tiên con lấy 0.04 con nhân cho 50 rồi con cộng với cái rồi tính cái volume của cái thùng trước thì chúng ta thấy là mỗi một quả thì nó là bao nhiêu lít? 0.04 đúng không? 0.04 nếu chúng ta lấy 0.04 này chúng ta nhân cho n quả thì chúng ta sẽ ra được là nhiêu? Có phải là chúng ta biết được cái thể tích của nó đúng không? Tại vì chúng ta đâu có biết là bỏ bao nhiêu. Người ta chỉ cho chúng ta biết đầu tiên bỏ một vài quả. Mà vài quả là bao nhiêu quả chúng ta không biết. Chúng ta đặt nó là n. Hoặc chúng ta đặt nó là x. Tùy, đặt n cũng được. Vậy thì 0.04 mà chúng ta nhân n thì chính là thể tích ban đầu của cái thùng này. Đúng không? Sau đó anh ta mới đổ nước vào cho tới khi đầy. Cho tới khi đầy. Vậy là anh ta đã đổ nước vào đây. Đổ nước vào. Đổ nước vào bao nhiêu biết chưa? Rồi. Bao nhiêu? 33. Người ta nói rằng nếu anh ta bỏ vô 50 quả. Dạ. Ở đây thầy chưa biết đấy, thầy đặt chỗ này nó là B đi chẳng hạn. Đúng không? Dạ, thì thầy có thể tích là 0.04 N cộng cho B. Đây là mối quan hệ là chỉ N là số quả, B là số lít bỏ vào ban đầu. Mà người ta cho chúng ta biết là nếu anh ta bỏ vô n là bao nhiêu quả? 50 quả. Thì anh ta phải thêm bao nhiêu lít nữa? 33 lít. 33 lít. Vậy thì chúng ta thay vào đây. Chúng ta biết thể tích của nó là nhiêu? Là nhiêu? Vậy bằng 0.04 nhân cho 50. Nhân cho 50 cộng cho bao nhiêu? 33. 33. Tính ra là bao nhiêu? 0.04 nhân 50 tức là 0.4 nhân 5 là bằng 2 lít. 2 lít cộng cho 33 thì nó ra là mấy? 35 lít. Vậy là chúng ta biết được thể tích của cái thùng này là 35 lít. Chúng ta sẽ điền 35 vào đây. Andre có chính xác là 20 lít nước. Dạ. Tức nghĩa là ban đầu có 20 lít nước thì cần có bao nhiêu quả bóng thì nó sẽ đầy. Dạ vâng. Nghĩa là chúng ta dựa vào cái phương trình ở trên này. Dạ. Con nghĩ là chỉ cần lấy cái 35 lít B mình là bằng 0.0 mấy 4 N cộng cho nên N cộng B là bao nhiêu lít đây? 20 lít. Thì người ta nói là cúng cái thùng đó thì người ta sẽ cần bao nhiêu quả bóng. Mà chúng ta biết cái thùng này là bao nhiêu lít? Là 35 lít ạ. Vậy chúng ta thế vào đây. Chúng ta thế ở đây là 35 bằng 0.04 N cộng 20. Vậy thì chúng ta tìm ra được N bằng mấy? N là bằng 35 trừ 20 là mấy? 15 chia 0.0 75 à? 4. Thầy nhân trên dưới cho 100 thì thế này được là 1500, thầy chia cho 4. Đúng không? 375 ạ. Bao nhiêu? 375 ạ. 375. Rồi thầy điền thử nhá. 375 quả hả? Đúng không? Dạ vâng. Rồi, thầy check thử nhá.
Đó, bây giờ thầy muốn kiểm tra coi là bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Vi Luân cho tay thầy xem. Bạn nào đồng ý với ý kiến với bạn Vi Luân là 375 quả cho tay thầy xem. Tăng Khoa, Thanh Mai có ý kiến gì không? Rồi, hoàn toàn chính xác nha các bạn. Chúng ta dựa vào cái bài học về phương trình như thầy hướng dẫn thì các bạn sẽ làm được. Rồi, chúng ta sang bài kế tiếp là so sánh phương trình tuyến tính. Ở đây người ta cho chúng ta một cái hàm số thứ nhất có phương trình là B bằng. Thì chúng ta thấy nó dạng tổng quát là tương tự như Y bằng A nhân X cộng B vậy đấy. Với X là input và Y là output. A là hệ số, B là hệ số chưa biết. Đối với bài này thì chúng ta thấy A là bằng trừ 3 phần 2, B là trừ 5. Hàm số 2 người ta cho chúng ta dưới dạng bảng. Dưới dạng bảng thì chúng ta cần phải xây dựng ra được cái hàm này. Thì người ta hỏi chúng ta cái gì đây? Bạn An Duy. An Duy. Dạ. Tại sao lúc nãy thầy gọi không thấy trả lời, đi đâu? Các bạn muốn đi đâu các bạn phải xin phép thầy chứ không tự ý nha. Câu hỏi người ta hỏi cái gì đây anh Duy? Cái y-intercept là lớn hơn. Người ta hỏi cái y-intercept của cái nào lớn hơn. Thì chúng ta nhớ cái khái niệm y-intercept nghĩa là gì? Là đường thẳng nó cắt tại trục nào? Trục Y. Trục Y, cái này là gọi là y-intercept. Vậy thì chúng ta nhận diện ra cái điểm y-intercept này cho chúng ta là x nó bằng mấy? X nó bằng mấy đây? Anh Duy? Dạ. Y-intercept này x bằng mấy? X có phải là B không? Thì nó chính là cái input là R này. Thì chúng ta xem tổng quát đây là X, đây là Y. Vậy X bằng âm 3 phần 2. À, X bằng mấy đây? X bằng âm 5. Phương trình này X bằng mấy? Âm 5. Cái gì? Cái điểm của intercept này khi chiếu xuống X là X bằng mấy đây? Nó ngay gốc tọa độ thì nó bằng mấy? Bằng 1. Sao bằng 1 được? Nó ngay gốc tọa độ này là 0 mà. Không tọa độ là không ạ. Nó bằng 0. Vậy thì cái y-intercept này nó có x bằng 0. Có x bằng 0 hay nó khác là có cái input bằng 0. Được chưa anh Duy? Và đối với cái hàm ở trên này là cái input là cái nào đây? Bằng P. À, cái input hỏi cái input của cái hàm này nó là P hay là R? R. À, R. Vậy thì chúng ta cho R bằng 0 thì chúng ta tìm ra được y-intercept của nó là P bằng mấy? Bằng mấy? P bằng âm mấy? Âm 3 phần 2. Âm 3 phần 2 nhân 0 trừ 5 thì nó ra P bằng mấy? P bằng 0. Sao P bằng 0 được? P bằng trừ 5. Trừ 3 phần 2 nhân cho 0 trừ 5. Cái này bằng 0 mất rồi. Thì nó sẽ là trừ 5 ở đây. Còn ở trong cái đồ, trong cái bảng này, thì cái y-intercept là R bằng mấy đây? R bằng 0 thì P nó bằng mấy? P bằng âm 5. Âm 5 luôn. Vậy thì chúng ta thấy cái nào lớn hơn? Cái nào lớn hơn? Cái hàm 1 y-intercept bằng trừ 5. Hàm số 2 y-intercept cũng là trừ 5. Vậy thì nó thế nào? Bằng nhau. Bằng nhau là chọn câu nào? Câu C. Hiểu chưa kia? Rồi.
Thầy mời bạn Kha Linh. Kha Linh đâu? Dạ đây ạ. Người ta cho hàm số 1 phương trình này. Hàm số 2 được biểu diễn là đường thẳng P trên đồ thị. Câu hỏi người ta hỏi mình cái gì? Hàm nào có gì? Hàm nào có nhiều. Nhiều cái gì đây? Có nhiều cái slope. Ở đây là độ nghiêng âm. Bây giờ chúng ta thấy được cái độ nghiêng, cái slope của hàm số 1 thì nó là mấy? Chúng ta học về cái slope của nó thì nó bằng mấy? Nhìn đây. Cái nào là cái slope? Kha Linh. Trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 nó gọi là cái slope, gọi là hệ số góc A. Nhớ chưa? Toán Việt Nam nó gọi là hệ số góc A trong phương trình đường thẳng. Còn cái đồ thị này làm sao chúng ta tìm được đây? Chúng ta đi tìm cái slope của cái đồ thị số 2 này. Tìm cái slope nó bằng mấy? Tìm sao? Kha Linh. Delta gì? Delta P chia cho cái gì? Linh. Chia cho Delta I. R. Chúng ta phải lấy cái delta của cái output, chúng ta chia cho cái input, chúng ta mới tìm được cái slope. Nắm được chưa Kha Linh? Cái này nó gọi là P, nó gọi là output. Nó gọi là output. Còn cái R ở đây nó gọi là input. Vậy thì chúng ta phải tính cái delta của output chia delta của cái input là chúng ta sẽ tính ra được. Thầy nhắc đi nhắc lại là delta I chia delta X. Được chưa? Tổng quát thì gọi là delta I chia delta X. Còn đối với trong bài này gọi là delta P chia delta R. Rồi bây giờ chúng ta phải lấy hai điểm để chúng ta tính. Đọc cho thầy hai điểm tùy ấy. Muốn thích điểm nào đọc lên nằm trên đường thẳng này. Đọc đi. Đọc tọa độ hai điểm nào chúng ta cảm thấy chúng ta tính nó. 4 với bao nhiêu? -8. À, rồi thầy chấm cho 4 - 8 một điểm. Với điểm nào nữa? Điểm nào nữa? Với -4 và -6. Cái gì? Trừ mấy? Trừ 4 với trừ 6. Rồi. Vậy thì cái delta P của nó chân lật là bao nhiêu? Delta P nó là chân lật bao nhiêu đây? Chúng ta vừa mới đọc xong là -4, -6. Đây là một điểm. Điểm thứ hai chúng ta chọn là 4 và -8. Vậy thì delta P nó là lấy cái nào trừ? Đọc lên. Lên. Lấy trừ. Trừ mấy? Lấy trừ 8. Trừ 8. Trừ cho? Trừ cho. Trừ mấy? Trừ 6. Trừ 6. Chia cho? Chia cho 4. 4. Trừ cho? Trừ 4. Trừ 4. Rồi chúng ta tính vào. Trừ 8 trừ cho trừ 6 thì là bằng bao nhiêu? Trừ 2 chia? Chia mấy? Chia 8. Chia 8. Vậy thì cái slope này chúng ta tính ra là bao nhiêu? Trừ? Trừ 1/4. Rồi chúng ta ra trừ 1/4. À, cái slope này cũng là bao nhiêu? Trừ 1/4. Vậy thì chúng ta chọn câu trả lời nào? Cái nào có âm hơn? Chọn câu C. À, câu C là chúng ta thấy có cùng cái slope. Rồi câu thứ 3. Câu thứ 3 nó cũng tương tự thôi. Các bạn về nhà tự tính cho thầy nha. Không tính nữa. Rồi tạm thời thầy cho các bạn ra chơi. Rồi sau đó chúng ta sẽ
sẽ tiếp tục nha các bạn. Chúng ta thấy là cứ mỗi phút tăng 5%, vậy thì sau 6 phút nó phải tăng 30%. Vậy là chúng ta lấy từ 20% này, chúng ta thêm 30% nữa, chúng ta ra được cái giá trị tại thời điểm 6 phút thì nó sẽ là 50%. Chúng ta biểu diễn lên đây. Đăng Khoa, Kha Linh và Thanh Mai không thấy phản hồi. Đăng Khoa có nắm được cách biểu diễn này chưa? Rồi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy cách biểu diễn rất đơn giản. Thầy mời bạn Đăng Khoa. Đăng Khoa. Một cái hồ nó có số nước ban đầu, sau đó bắt đầu đổ nước vào thì nước dâng lên với tỷ lệ là bao nhiêu? 6 cm/phút. 6 cm cho mỗi phút, đúng không? Sau 20 phút thì mực nước nó là bao nhiêu? 220 cm. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là sau 20 phút này thì nó đạt giá trị là bao nhiêu? Là 220. 220. Mà bây giờ người ta cho cái tỷ lệ là 6 phút. À, mỗi phút thì tăng 6 cm. Vậy thì cho thầy hỏi rằng 10 phút trước thì nó là bao nhiêu? Mỗi phút tăng 6 cm. Thì giảm 60 cm. Thì 10 phút là tăng bao nhiêu? Giảm 60 cm. À, chúng ta thấy là mỗi phút là tăng 6 cm. Vậy là 10 phút tăng 60. Tăng 60. Vậy thì 10 phút trước thì nó phải bé hơn 60 cm. Vậy là bao nhiêu? Là nhiêu? 160. Đúng. Chúng ta chọn giá trị 160. Thì chúng ta nhớ là 10 tại thời điểm 20 phút thì nó đạt là 220. Vậy thì 10 phút trước nó đã giảm đi là 6 x 10 là 60 cm. Vậy thì nó sẽ phải thấp hơn 60 cm là 160. Đó, chúng ta biểu diễn cái đồ thị. Chúng ta hiểu được bài toán đố thì chúng ta biểu diễn rất dễ dàng. Rồi, bạn thứ ba, thầy mời bạn Quỳnh Hương. Quỳnh Hương. Lên tiếng. Quỳnh Hương. Dạ. Sura đã lấy một cái lát pizza từ tủ lạnh nhưng lại đẩy vào trong cái lò. Thì cái lò nướng này nó sẽ nướng pizza với tốc độ như thế nào? 7,5 độ C một phút. À, tức nghĩa là cái lò này cứ mỗi phút là nó tăng lên nhiệt độ là 7,5 độ. Và nó sẽ đạt tới cái nhiệt độ mong muốn là bao nhiêu? 80 độ sau bao nhiêu phút? 12 phút. À, chúng ta thấy ở phút thứ 12 là nó là 80 độ, đúng chưa? Rồi. Rồi, vậy thì trước đó thầy lấy là 10 phút đi thì nhiệt độ nó là bao nhiêu? Trước đó 10 phút tức là mấy phút? 2 phút đúng không? Vâng. Thì nhiệt độ nó thấp hơn bao nhiêu? Thấp hơn nhiêu? 0 độ. Đâu? 1 phút nó tăng 7.5 độ thì 10 phút là nó tăng bao nhiêu độ? Hả? 75. Nó tăng 75 độ. Vậy thì 10 phút trước nó sẽ giảm đi là bao nhiêu độ? Giảm đi 75 độ. 75 thì nó còn bao nhiêu độ? Còn 5 ạ. À, vậy là chúng ta biểu diễn là ở phút thứ 2 nó sẽ là ở 5 độ. Sau 10 phút này, sau 10 phút thành phút thứ 12. Sau 10 phút thì chúng ta thấy là cái mức nó thay đổi từ 5 lên 80, tức là nó đã tăng 75 độ.
Rồi biểu diễn vậy, bạn nào đồng ý giơ tay thầy xem. Bạn nào đồng ý giơ tay. Rồi. Nhá. Rồi, còn câu cuối các bạn về nhà tự làm cho thầy. Tuấn Mẫn, có nắm được không? Không thấy phản hồi cho thầy là sao? Tuấn Mẫn. Con nhiều, con thấy là con bấm thôi mà thầy. À, tại chưa thấy, bây giờ mới thấy này. Rồi, mời Tuấn Mẫn. Bây giờ chúng ta sẽ phải luyện tập viết phương trình tuyến tính là phương trình đường thẳng đấy. Dựa vào bài toán đố. Từ nãy đến giờ biểu diễn các thứ thầy hướng dẫn rất nhiều rồi. Giờ Tuấn Mẫn cho thầy biết này. Chai quan thích cái snack trong túi kẹo thì anh ta đã lấy mấy cái? À, anh 8 cái ạ. À, đã lấy 8 cái từ cái túi mỗi một lần. Đúng không? Tức là một lần anh ta lấy 8 cái. Sau khi ăn 18 cái snack, tức là mỗi một cái túi snack thì bạn này là lấy 8 cái. Bây giờ người ta hỏi sau khi ăn 18 cái snack thì anh ta chỉ còn lại mấy cái kẹo? 6 cái. Bây giờ người ta gọi C là số kẹo còn lại trong túi với hàm số F. Cái F này nó gọi là số cái snack. Biểu biết viết cái phương trình như thế nào? Con thầy nó là 8S cộng 6. C bằng 8S cộng 6. Tại sao? Tại vì là cái này theo cái bên trên người ta nói thì là sau 18 lần ăn snack ấy, thì sẽ có. Tức là chúng ta thấy là cứ mỗi một cái snack là anh ta đã lấy đi 8 cái candy cho tương ứng với một cái gì? Một cái snack. Đúng không? Vậy thì nếu mà anh ta ăn F cái snack thì anh ta đã lấy đi bao nhiêu? 8 cái. 8F. Lấy đi 8F. 8F cái kẹo. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là 8 nhân F là lấy đi kẹo. Mà ban đầu anh ta có là bao nhiêu cái biết không? Ban đầu mà người ta ông ấy có 18 x 8 bằng đâu ở đâu, đâu biết đâu. Nó không biết đâu xe. Ban đầu chưa biết, chúng ta gọi nó là B. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình là C bằng ban đầu là B cái, đúng không? Rồi, chúng ta thấy là phải trừ đi cho 8F, trừ đi 8F. Bởi vì mỗi một cái snack là anh ta ăn 8 cái kẹo. Vậy thì S cái snack vậy sẽ phải ăn bớt đi là 8S. Vậy là chúng ta lấy số kẹo ban đầu là B trừ 8S. Bây giờ người ta nói sau khi ăn 18 cái snack, tức nghĩa là chúng ta cho F bằng mấy đây? F bằng mấy? Tuấn Minh? F bằng mấy? F bằng 8 ạ. 18 chứ. Bằng 18 ạ. F bằng 18 này. Sau khi ăn 18 cái snack phải F bằng 18. Thì số kẹo còn lại là mấy cái? C bằng mấy? B bằng 6 ạ. 6 cái. Vậy thì nếu chúng ta thế vào đây thì chúng ta tìm được số kẹo ban đầu không? Có ạ. Thế vào. 6 bằng B. 6 bằng B trừ 8. 8 nhân 18 ạ. 18. Vậy thì chúng ta thấy B là bằng mấy? B bằng 8. Cộng. 6 cộng 8 nhân 18 là bằng 8864 với 4 nhớ 6, 818 nhớ 4, nhớ 6 nữa là 14. 14. Vậy là B bằng mấy? B bằng 150. À, chúng ta ra được B 150. Tức là chúng ta tìm ra được C bằng 150 trừ 8S. Rồi, bạn nào hiểu cái phương trình, cách xây dựng phương trình này của bạn Tuấn Minh cho tay thầy xem. Hoàn toàn chưa biết được số kẹo ban đầu, chúng ta xem nó là B, đúng không? Chúng ta đi tìm nó. Chúng ta trừ cho cái số kẹo ăn tương ứng với mỗi cái snack là 8. Vậy là ăn S cái snack, vậy thì nó phải là 8S. Vậy là trừ đi 8S. Vậy thì chúng ta trừ đi, chúng ta ra được là số kẹo còn lại là C.
Vậy thì khi người ta cho chúng ta biết là với 18 snack, tức là F bằng 18, sau khi ăn 18 cái snack, thì số kẹo C nó chỉ còn lại là 6 thôi. Vậy thì chúng ta thế vào đây, chúng ta hoàn toàn tìm ra được B bằng 150. Chúng ta thế ngược lại, chúng ta ra được phương trình này. Bạn Đăng Khoa, Anh Duy và Kiến Minh có ý kiến gì không? Chúng ta có thể ghi là 150 trừ 8S, hoặc chúng ta ghi một cách tổng quát là trừ 8S cộng cho 150. Nó ra tổng quát là Y bằng AX cộng B chúng ta học trên trường. Rồi nhé, cách xây dựng phương trình. Thôi mời bạn Anh Duy bài này. Dạ. Jabari đang lau cái ngôi nhà trong công việc mùa hè, thì mỗi một cái chóp anh ta được trả một cái phí là bao nhiêu? $30. Cộng thêm $30 cho mỗi giờ làm việc. Bây giờ thầy hỏi là mỗi giờ trả được bao nhiêu tiền? Mỗi giờ trả được tiền cộng 30. $30 trên một giờ. Dạ. Nếu anh ta làm T giờ thì anh ta được tính là bao nhiêu? 30 tệ đúng không? Dạ. Và cộng thêm phí ban đầu là mấy? Cộng thêm bao nhiêu? Cộng bao nhiêu? À, cộng. Cộng phí ban đầu là bao nhiêu có biết không? Biết không? Không. Không biết, chúng ta xem nó là B đi. Và chúng ta thấy cái số tiền thu được là F. Được chưa? Là F. Và thường người ta có thể ghi là FT cũng được. Đúng không? Là để chỉ cái gì? F là output, T là input. Người ta ghi FT hay là ghi F cũng được nhá. Mai mốt chúng ta học chúng ta sẽ thấy nó là FT. Còn bây giờ chúng ta chỉ đang quan tâm là F thôi. Vậy thì người ta cho là tổng phí ban đầu cho single job với T là theo giờ để hoàn thành. Thì ở đây người ta nói là tổng cộng phí làm trong mấy giờ ở đây? 4 giờ. 4 giờ thì được bao nhiêu tiền? $170. Vậy thì chúng ta thế vào, chúng ta thế sao? F là bằng gì? F là bằng 170. 70 bằng 30 nhân mấy giờ? Nhân với 4 giờ. 4 giờ. Và cộng cái số tiền gọi là ban đầu là bao nhiêu thì không biết. Đúng chưa? Vậy chúng ta tìm ra được B không? B bằng mấy? B bằng 50. Chúng ta tìm ra được phí thêm vào là 50. Vậy thì chúng ta viết được phương trình nó là gì đây? F bằng gì? Đọc cho thầy. F bằng 170. Cái gì? F bằng 30. Cộng cho mấy? Cộng với 50. Cộng 50. Vậy là chúng ta viết được cái hàm này. Rồi kiểm tra nhé. Hoàn toàn đúng. Rồi thầy mời bạn Kha Linh. Bài này. Kha Linh. Kha Linh đâu? Dạ đây ạ. Rồi trả lời cho thầy xem. Blueberry Farm trả tổng số tiền là bằng này. Khi bước vào. Đúng không? Và 2.5 ký. Bây giờ người ta nói là cái phí mà vào cửa thì nó là bao nhiêu tiền? Phí vào cửa là bao nhiêu? Thì phí là $4. Bao nhiêu? Bao nhiêu? $6. Đúng không? $6. Chúng ta thấy là cái phí bước vào cửa là $6. Cộng cho cái số tiền mà theo ký, đúng không? Theo ký là chúng ta biết được là giá tiền mỗi ký là bao nhiêu, biết chưa? Biết không?
Biết được cái giá tiền đó chưa? Colin. Bài này chưa cho biết giá tiền thì chúng ta đặt nó là A. Chúng ta nhân cho số ký của nó, chúng ta gọi nó là X, đúng không? Là A nhân X. Thì cái này nó sẽ bằng tổng số tiền là C. Vậy thì đề bài nó cho chúng ta 2.5 ký thì số tiền tương ứng nó là bao nhiêu? Cao lên. 24.75 đô. Tức là X là 2.5 ký thì chúng ta bị tính số tiền C là bằng 24 chấm mấy? 75. 24.75. Vậy thì nếu chúng ta thế vào đây chúng ta tìm được A không? Tìm được không? Tìm được. Rồi, chúng ta thế vào là 24.75 sẽ bằng 6 đô bước vào cửa cộng cho A nhân cho số ký là mấy? Nhân cho 2.5. Nhân cho 2.5. Được chưa? X là bằng 2.5 nè. Chúng ta tìm được A. Vậy tìm cho thầy A là bằng gì đây? Đọc cho thầy. A sẽ bằng 24.75 trừ mấy? Trừ 6. Trừ 6 chia cho bao nhiêu? Chia cho 2.5. 2.5 chứ. Bấm cho thầy bằng mấy? 24.75 mà thầy trừ cho 6. Tức nghĩa là thầy còn lại là? 18.75. 18.75. Thầy chia cho 2.5. Thì bằng cách là thầy nhân trên dưới cho mấy? Cho 4 đi. Cho 4 đi. Được không? Bấm máy đi. Bấm máy cho nó nhanh. Chia bằng mấy đấy? Bằng 7.5. Để coi có khoảng 7.3 không nha. 7.5. 18.75. Nếu thầy chia cho 2.5 thì thầy sẽ ra được A là bằng 7.5. Được chưa? Vậy là chúng ta tìm ra được cái A của mình là bằng 7.5 rồi đấy. Tức là 7.5 đô la cho một gì? Một gì? Cho một kg. À, kg. Vậy chúng ta thế A vào đây được không? Thế A vào đây được không? Dạ, được. Vậy chúng ta thấy C là bằng 6 cộng? 6 cộng 7.5. 7.5 gì? X. Nhân X. Vậy thì chúng ta có được cái phương trình là 7.5 X cộng cho 6. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Kha Linh giơ tay thì xem. Bạn nào đồng ý? Cái này rất nhiều bạn sai nha. Nên thầy hy vọng rằng sau khi thầy dạy buổi ngày hôm nay là các bạn đã vững cái phần này giúp thầy. Rồi, câu cuối về nhà tự làm giúp thầy. Rồi, chúng ta còn 4 câu cuối thì hôm sau thầy sẽ dạy tiếp. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về khái niệm hệ phương trình nha các bạn. Nhiều bạn bị sai hệ phương trình này. Rồi, chúng ta nhớ bài học về hệ phương trình nghĩa là cái gì? Đầu tiên chúng ta phải nhớ khái niệm này. Thứ nhất, người ta cho chúng ta một cái phương trình quan hệ giữa x, y. Nếu chúng ta vẽ lên đồ thị thì chúng ta sẽ được một đường thẳng. Đúng không? Chúng ta được một đường thẳng. Và chúng ta có một cái phương trình thứ hai thì chúng ta biểu diễn lên chúng ta cũng được một cái phương trình thứ hai. Vậy thì chúng ta thấy rằng bất cứ điểm nào nằm trên một cái đường thẳng thì nó đều gọi là cái solution, tức nghĩa là nghiệm của phương trình thứ nhất. Nếu chúng ta có một điểm khác nằm trên đường thẳng thứ hai thì nó gọi là solution, là nghiệm của phương trình thứ hai. Còn bây giờ người ta hỏi chúng ta chỗ này 1.2 có phải là nghiệm chung của hai phương trình này hay không? Vậy thì
nếu người ta hỏi cái tọa độ A là 1, 2 này có là nghiệm của cả hai phương trình hay không, thì chúng ta phải thế vào được cả hai phương trình đều làm cho nó đúng thì nó gọi là nghiệm. Nghĩa là cái tọa độ 1, 2 này vừa là nghiệm của phương trình trên, vừa là nghiệm của phương trình dưới. Nha. Thầy nhắc lại khái niệm về nghiệm của phương trình và nghiệm chung. Nghiệm chung là nghiệm của cả hai phương trình. Nếu trên đồ thị nó là nghiệm chung, tức nghĩa là cái tọa độ 1, 2 này này, 1, 2 này, nó sẽ phải vừa nằm trên đường thẳng thứ nhất, vừa nằm trên đường thẳng thứ hai, thì nó gọi là nghiệm chung, hay còn gọi là nghiệm của cái hệ phương trình này. Rồi sau khi thầy giảng điều đó, bạn nào nắm được nhiều tay thầy chào. Bạn nào hiểu khái niệm về nghiệm của phương trình và nghiệm của hệ phương trình, gọi là nghiệm chung đấy. Nếu nó có nghiệm chung, tức nghĩa là gọi đây là nghiệm của hệ phương trình này. Còn nếu nó không thỏa mãn cả hai thì không gọi là nghiệm chung. Vậy thì chúng ta gọi cái hệ phương trình này là không có nghiệm chung. Chỉ thế thôi. Giờ chúng ta làm quen khái niệm đầu tiên. Rồi, thầy mời bạn Quỳnh Hương trả lời cho thầy. 1, 2 có là nghiệm của phương trình thứ nhất hay không? Có. Có. Thầy thế vào nhá. 2 x 1 cộng gì? Cộng 2. Y bằng 2, tức là thế vào đây. Chúng ta thấy bằng 4. Tức nghĩa là cái này nó đúng, đúng không? Đúng, vậy là nghiệm của phương trình trên. Còn phương trình dưới thì sao? Quỳnh Hương? Là 2 bằng 3 nhân mấy? 3 nhân 1 trừ 1. 1 trừ 1. Chúng ta thấy là 3 nhân 1 là 3 trừ 1 là bằng 2. Vậy là 2 bằng 2 cũng đúng luôn. Vậy thì chúng ta thấy là nghiệm chung, chúng ta trả lời là yes. Rất dễ đúng không? Rất đơn giản. Rồi thầy mời bạn Thanh Mai cho thầy biết. Có phải là nghiệm chung không? Có không? Nó có là nghiệm chung, là nghiệm của hệ này không? Mai? Trừ 5 nhân mấy? Trừ 5 nhân... Nhân mấy? Nhân 5 à? Sao nhân 5? Nhân 1 à? Y bằng 1 mà. Trừ 5 nhân 1 bằng trừ 5. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng. Rồi, bây giờ cái dưới. Thế vào. 7 nhân mấy? 7 nhân 5 cộng 6 nhân 1 1 bằng 7, đúng không? Không, không đúng. Sai. Vậy thì chúng ta thấy là 5 1 chỉ là nghiệm của phương trình trên, không là nghiệm của phương trình dưới. Vậy thì nó có phải là nghiệm của hệ không? Mai? Yes or no? No. No. Rồi, chúng ta chọn no. Thấy chưa? Dễ không? Quá dễ luôn. Rồi, thầy sửa hai câu thôi để dành thời gian làm cái khác. Rồi, chúng ta căn cứ vào khái niệm vừa rồi, chúng ta giải nghiệm của hệ. Không, thầy vừa mới giảng xong. Bây giờ chúng ta dựa vào đồ thị để chúng ta xét nghiệm của hệ phương trình. Rồi, bây giờ chúng ta có thể dùng để chúng ta biểu diễn hai cái phương trình này. Thầy mời bạn Vi Luân biểu diễn cho thầy xem. Vi Luân. Cái phương trình đầu tiên biểu diễn sao? Chúng ta cho x bằng 0 đi. Chúng ta thế vào. X bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0 thì y bằng mấy? Trừ 3 nhân 0 trừ 9y bằng 18. Vậy thì với x bằng 0 này thầy tìm ra được y bằng mấy đây? Trừ 2 à? Đâu có. À đúng rồi, thầy xin lỗi. Y bằng trừ 2, đúng chưa? Vậy dạ. Thì chúng ta xác định được là với x bằng 0, y bằng trừ 2. Chấm đây. Rồi, biểu diễn cái. Rồi, thầy cho một cái điểm khác là với y bằng 0 đi. Thầy cho y bằng 0 đi. Thì thầy tìm x được bằng mấy? 6. X bằng mấy? Nói lại. Trừ 6. Vậy là chúng ta thấy được với x bằng trừ 6 nhá, x bằng trừ 6 thì y bằng 0. Vậy thì đã biểu diễn xong cái màu xanh.
Đúng không các bạn? Thầy chỉ cần lấy hai nghiệm x y thỏa mãn cái phương trình này, tức là thầy tìm được hai điểm mà thầy biểu diễn được. Giờ cái phương trình thứ hai biểu diễn là gì xem? X bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0 thì y bằng 4. X bằng 0 y bằng 4. Chấm đây. Rồi y bằng 0 thì x bằng mấy? Y bằng 0 thì x bằng 3. Bằng 3. Đó, x bằng 3. Vậy thì nhìn vào đây biết cái điểm chung tức là nghiệm của hệ nó bằng mấy không? X bằng 6 y bằng trừ 4. X bằng 6 này. Y bằng trừ 4. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Vi Luân cho tay thầy xem. Bạn nào đồng ý, giơ tay. Đăng Khoa, Anh Duy, Kha Linh. Không có phản hồi. Có đồng ý không? Anh Duy. Để thầy nhắc nhở nhiều vậy, học hành tập trung vào chứ. Rồi, hoàn toàn đúng. Sửa thêm một câu nữa. Rồi, mời bạn Anh Duy. Anh Duy, biểu diễn cái phương trình ở trên cho thầy. X bằng 0 thì y bằng mấy? Anh Duy. Dạ. X bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0 thì... Phương trình trên này. X bằng 0. Thì bằng mấy đây? Thay vào phương trình bằng 0 thì đấy bằng gì cả? X bằng 0 thì y bằng 3. Y bằng 3. Còn nếu thầy cho y bằng bằng cái giá trị nào để cho nó chia hết cho 2 này. Thầy lấy y bằng mấy? Y bằng 3 đi. Y bằng 3 thì nó nói rồi. Thầy lấy y bằng mấy? Dạ. Thầy lấy y bằng mấy để thầy tìm x? Thầy tính tọa độ nó ra. Y bằng 9 đi. Được không? Y bằng 9, x bằng mấy? X bằng 3. X bằng 3. Vậy thì chúng ta biểu diễn là với x bằng 3. X bằng 3 này. Y bằng 8 này. 9 này. Được không? Vâng. Rồi. Thầy biểu diễn 7, 8 nó lên trên này này. Lên trên này chút xíu. Rồi bây giờ cái phương trình thứ hai. Tiếp tục. X bằng 0 thì y bằng mấy? X bằng 0 thì y bằng 3. X bằng 0 y cũng bằng 3. Rồi bây giờ chúng ta lấy một giá trị khác. Chúng ta lấy y bằng 9 luôn đi. Vâng. Thì y bằng 9 thì x bằng mấy? X bằng 4 ạ. Sao 4? 9 trừ cho 3 thì còn mấy? Còn lại 6. 6 chia cho trừ 3 thì nó ra mấy? Bằng trừ 2. Trừ 2. Vậy thì khi chúng ta lấy giá trị x bằng trừ 2 thì y nó bằng? Bằng mấy? Bằng 9 đúng không? Vậy thì nghiệm chung của nó là mấy đây? Nghiệm chung là mấy? Ba. X bằng mấy? X bằng x bằng 3. Không phải. Cái điểm chung nó là này, chúng ta chiếu xuống chúng ta tìm x là x bằng mấy đây? Bằng 0 ạ. X bằng 0. Y bằng mấy? Bằng 3. Y bằng 3. Lưu ý vào nha. 0 3. Rồi, tương tự như câu khác, các bạn cố gắng, thầy sẽ sửa cho thêm một câu câu hệ phương trình này nữa để các bạn nắm kỹ. Ở đây chúng ta đi tìm hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Các bạn giữ im lặng cho thầy, ồn quá. Rồi, ở đây chúng ta cũng đi giải hệ phương trình. Lúc nãy chúng ta tìm bằng phương pháp là đồ thị, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta giải bằng phương pháp thế, nó gọi là substitution, là bằng phương pháp thế. Tức nghĩa là cái phương trình ở trên chúng ta có cái quan hệ xy theo cái phương trình thứ nhất. Ở dưới chúng ta cũng có quan hệ theo xy, nghĩa là x là bằng trừ 4 lần y. Vậy thì nếu chúng ta thấy chỗ nào có x chúng ta thay vào đây thì chúng ta cũng giải được phương trình này. Vậy thì chỗ này có x thầy thay vào đây. 2 nhân x, thay vì thầy ghi x thầy ghi là trừ 4y. Thầy cộng cho chỗ này là 7y thì nó sẽ bằng 3. Thầy nhân vào thầy có trừ 8y cộng 7y bằng 3. Vậy trừ 8y trừ cộng 7y là trừ y bằng 3. Vậy thì bạn Kiến Minh cho thầy biết là y bằng mấy? Y bằng mấy Kiến Minh? Dạ, y bằng trừ 3. À, y bằng trừ 3. Nếu y bằng trừ 3 thầy thay ngược vào trong này thì thầy tìm được x bằng mấy? Dạ, bằng 12. À, chúng ta thấy là trừ 4 nhân cho trừ 3 thì chúng ta ra là bằng 12. Vậy thì chúng ta ra được trạng nghiệm x y của nó bằng mấy đây? Đọc cho thầy. X bằng mấy? Dạ, x bằng 12. 12 y bằng? Y bằng trừ 3. Trừ 3. Vậy là chúng ta ra được cái nghiệm của phương trình. Chúng ta không thế ở dưới mà chúng ta thế lên trên này thì nó cũng thế thôi. Được chưa? Chúng ta check thử nha. Cái này gọi là phương pháp thế. Tiếng Việt gọi phương pháp thế. À, câu thứ hai. Câu thứ hai thì nó cũng tương tự như vậy. Thay vì chúng ta thay x thì nó có y bằng x trừ 2. Bây giờ thay cho thầy. Thầy mời bạn Đăng Khoa. Đọc cho thầy. Thay lên trên. Đọc cho thầy. Đăng Khoa. Mời về. Đăng Khoa. Thầy mời bạn Tuấn Minh. Đọc thầy xem. Tuấn Minh. Con đây ạ. Mời về. 10x trừ 9 ạ. 10x trừ 9 nhân cho gì? 10x trừ 9 nhân cho... Chúng ta thay y bằng gì? Thay cho... Cũng mà con thưa thầy con có cách khác thôi. Không, bây giờ dùng phương pháp thế. Chúng ta thay y bằng x trừ 2. Trên này y này chúng ta thay bằng x trừ 2. Thế thì 9 nhân x trừ 2 bằng 2 x. Rồi, chúng ta nhân vào 10x trừ gì? 10x trừ 9x trừ 18 ạ. Thì sao trừ 18? Nhân x trừ 2 cộng 10 cộng 18 bằng 24. Bằng mấy ở đây? X bằng? X bằng 24 trừ 18 là bằng mấy? Cái bằng 6 ạ. 6. Với bằng 6 chúng ta thay vào đây chúng ta tìm được y bằng mấy? Y bằng 4 ạ. À, là 6 trừ 2. 6 trừ 2. Tức là y bằng 4. Vậy cặp nghiệm của chúng ta là bao nhiêu? Đọc lại. Cặp nghiệm của chúng ta là y bằng 4 ạ. À, x bằng mấy? Bằng... x bằng 6 y bằng bốn ạ. Bốn. Rồi bây giờ cho thầy khảo sát, bạn nào hôm nay hiểu bài cho tay thì xem.